Chào mừng quý vị và các bạn đã tới với trận đấu muộn của vòng thi đấu thứ 26, một trận derby thành London giữa hai câu lạc bộ Brentford và Fulham. Một trận đấu của hai câu lạc bộ đã cho thấy một sự tiến bộ rất lớn ở trong mùa giải năm nay so với những mùa giải trước đó. Mitrovic được đá chính thay cho vị trí của Carlos Vinicius. Solomon cũng đá thay cho vị trí của Bobby Decordovare. Robinson đường truyền về rất tai hại. Sousa rất nguy hiểm. Một tình huống cứu thua tới từ thủ thành Belledo. Lần thứ 31 của mình, cựu thủ thành của câu lạc bộ Arsenal đã có một cú đẩy bóng xuất sắc trong pha dứt điểm này tới từ Ivan Toney. Bằng chứng là Pantinha đã mắc tới 10 chiếc thẻ vàng rồi. Rất nguy hiểm, không vào. Rất đáng tiếc cho Mbappé, một khoảng trống mênh mông dành cho cầu thủ bên phía Brentford không thể ghi bàn. Một tình huống rất nhạy cảm, có vẻ như đó là pha thoát xuống của Henry. Quá nhiều những khoảng trống dành cho Mbappé, thậm chí là anh cũng đã có một. Vẫn còn cơ hội, tiếp tục là cơ hội dứt điểm. Không vào, đó lại là Belledo. Belledo mới được vị trí của Ben B. Vẫn đang là các cầu thủ Brentford. Nguy hiểm, cơ hội vào. Pinnock là người đã mở tỷ số cho các cầu thủ Brentford từ ngay phút thi đấu thứ 6. Sau những áp lực rất nặng nề thì Fulham đã tan vỡ. Sự xuất hiện rất đúng lúc của Pinnock, trung vệ bên phía câu lạc bộ Brentford, đã giúp cho đội bóng này có được một bàn thắng. Mitrovic dù đã cố gắng để phá bóng lên, nhưng sau đó thì bóng lập bập tới chân của Pinnock, thậm chí là bóng đã chạm vào chân của Tim Ream. Đương nhiên là với một tình huống đổi hướng như thế này thì thủ thành Belledo không thể làm gì hơn. Anh bị chôn chân và đứng nhìn bóng bay vào lưới. Đứng trước bóng đang là Mbemo cùng với Damsgaard. Có vẻ như Damsgaard. Không, Mbemo! Rất đáng tiếc là trái bóng lại không đi vào khuôn khổ khung thành. Belledo đã bị chôn chân rồi. Wow, như vậy là bóng đã chạm vào cột dọc. Rất đáng tiếc cho Mbemo. Quá đơn giản đối với David Rea. Ivan Toney! Rất tiếc là trái bóng một lần nữa đi trúng khung gỗ của các cầu thủ Fulham. Belledo đang rất may mắn. Cú đá rất khó tin của Ivan Toney. Bóng có lẽ là chạm vào vạch nối giữa cột dọc và xà ngang. Chính xác là như vậy. Tiếng còi trọng tài đã vang lên. Pereira đánh đầu. Bóng bật ra và là trận thứ tư liên tiếp Solomon nổ súng cho cầu thủ Fulham. Tỷ số đã được quân bình 1-1. Những quả đá phạt, những tình huống bóng dội vào cột dọc và xà ngang là điểm nhấn ở trong hiệp đấu đầu tiên này trong cuộc đọ sức giữa Brentford và Fulham. Và hai bàn thắng chia đều cho mỗi đội. Một phong độ cực kỳ xuất sắc của Solomon. Andreas Pereira cũng đã ngắm nghía rất kỹ. Đó là câu trả lời của Pereira cho quả đá phạt trước đó của Ivan Toney và Mbemo. Nhưng rốt cuộc thì Fulham mới là những người tận dụng được thành công từ những quả đá cố định này. Dù rằng đó là bóng hai, nhưng đó là sự hiệu quả của Fulham. Là tạt, bóng không tới đầu của Wissa. Vẫn còn cơi, không được. Rất nguy hiểm, đó là cú đánh đầu của Henry.
Nguy hiểm, không vào. Tình huống tiếp cận là của Andreas Pereira. Nửa sau của hiệp thi đấu đầu tiên thì Fulham cũng đã tạo ra những cơn sóng gió như thế này. Áp lực là liên tục. Pha bóng thường thấy. Rất nguy hiểm. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Ta cùng nhìn lại pha bóng này. Đúng là đã có một tình huống phá bóng vào chân của đối phương tới từ Diop. Nhưng trước đó thì bóng đã chạm vào tay của Benmi hay chưa? Ở góc máy này thì có vẻ như là bóng chưa chạm vào tay của Benmi. Ivan Toney, rất chính xác, tỷ số là 2-1 dành cho cầu thủ Brentford. Một sự lạnh lùng, một sự tự tin. Ở ánh mắt cuối cùng thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng Ivan Toney đã nhìn sang hướng góc phải. Và thủ thành Benedetto có vẻ như cũng đã nhận ra điều đó để có thể đổ người sang nhưng không kịp. Vẫn đang là William, quả tạt rất dẻo. Bóng không thể tới được đầu của Alexander Mitrovic. Rất nguy hiểm. Toney, một cú lốp bóng từ xa. Rất nguy hiểm, không vào. Cú đá từ giữa sân. Hơi thừa lực một chút. Mà dù vậy thì chúng ta vẫn nhìn thấy đó là một sự nhạy cảm và cực kỳ khôn ngoan tới từ Ivan. Rất nguy hiểm, không vào. Cơ hội, dứt điểm. Lần này thì Jensen đã thành công rồi. 3-1 cho các cầu thủ Brentford ở phút thi đấu thứ 85. Đó. Cedric Suarez là người đã đá một trái bóng rất bổng ở lên trời. Để rồi sau đó các cầu thủ Brentford lấy được một pha dứt điểm rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho thủ thành Beleno phải bó tay. Người đã vào sân, Sade, liên tục có những tình huống bứt tốc. Và đây là tiếp tục là quả tạt rất nguy hiểm, không vào. Và cứu thua của David Rea cho cú dứt điểm của mình. Nhưng thật đáng tiếc là trái bóng lại không thể vượt qua được sự tập trung và chính xác của thủ thành người Tây Ban Nha. Không có điều gì xảy ra cả. Tiếp tục làm quả tạt. Mitrovic, Mitrovic không được. Dứt điểm. Vẫn không thành công tới từ cầu thủ Fulham. Dứt điểm. Quá đơn giản với Đam. Sousa. Rất nguy hiểm. Đối mặt. Goal! Đó là Vinicius. Cuối cùng rồi. Một thoáng mất tập trung của hàng phòng ngự bên phía Brentford. Không hề có lỗi nào cả ở bàn thắng này của các cầu thủ Fulham. Và chắc chắn đây là bàn thắng được công nhận. Và lại một lần nữa thì nó có công rất lớn tới từ những cú đá, tới từ những cú dứt điểm của Andreas Pereira. Và đúng lúc này thì tiếng còi của ông Anthony Taylor đã vang lên. Bàn thắng muộn màng của Vinicius cũng chỉ giúp cho tỷ số được thu hẹp mà thôi. Chọn bộ các cộng HD và 3 tháng thuê bao gói trọn vẹn chỉ 999.000 đồng. Các cộng giải trí gắn kết gia đình.